Thưa quý vị, sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham dự hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Hội nghị đã nghe Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm. Công tác cải cách tư pháp đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được kiện toàn đã góp phần thực hiện tốt hơn trong việc bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Hợp tác quốc tế về tư pháp, phòng chống tham nhũng được mở rộng. Từ năm 2015 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã phát động 3 kế hoạch thi đua chuyên đề. Qua các kế hoạch, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát hiện tham mưu xử lý trên 1.330 vụ việc, vụ án tham nhũng. Hội nghị đã phổ biến chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của ngành nội chính Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng điểm như phối hợp tham mưu, đề xuất những chủ trương, định hướng lớn, các giải pháp xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Tại hội nghị, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025.